Còn một bạn nữa, các bạn động viên bạn ha. Chí Cường lên đi. Cố lên Chí Cường ơi. Rồi chúng ta sẽ sửa bài nha. Đây này, nhân hai phân số lấy tử, nhân lấy tử và mẫu nhân với mẫu, chưa? Nhân cái này ra được 91 bằng 91, mà 91 bằng 91 chính là 1, giỏi lắm. Bên đây 5 nhân 4 20, 3 nhân 5 là 15. Ở đây chúng ta bỏ nút này đi. Chúng ta bằng kết quả liền, thầy đi nút còn bằng kết quả liền, đó chính là bằng mấy ạ? Nút còn cho mấy? Cho 5. 20 chia 5 được 4. 15 chia 5 được. Ở đây chúng ta không thể nào để như thầy được, thầy coi đi. Ta bật cái quả liền cho thầy luôn ha. Rồi 2 x 3 là 6, 7 x 3 là 21. 6 x 21 cũng gọn cho mấy ạ? 3. Cho 3, 6 x 3 được mấy? 2. 21 x 3 được mấy ạ? 7. Chính là 2 x 7, được chưa?